Có. Ok, giờ mình sẽ học tàu bếp trang trí cái món ếch nè. Giờ mình cuốn bánh hỏi trước, còn mình làm ếch nướng lá lốt. Chi lắm á. Trời sẽ ơi, ông làm đi. Chăm có làm được không? Chăm coi cậu Hạp cô cuốn đó, chị cuốn cái cách cuốn cái bánh hỏi á. Này bánh hỏi xanh nha, bánh hỏi này xanh này lá dứa hay gì? Dứa. Xanh lá dứa, thơm. Ngồi có bà cụ nhìn nữa, bà cụ cũng học nữa, cụ học làm. Cụ ngồi xuống đi, coi. Con mời ngoại ngồi. Rửa tay chưa? Nên mình quấn sẵn mình trang trí để mình ăn với cái bò cái ếch gói lá lốt cuốn lá lốt nè. Chăm làm được đó nha. Cậu chỉ là chăm làm nè. Chắc này nè con. Đó thấy không? Trời ơi, có thua cậu đâu. Thấy không? Cậu làm được, chăm làm được mà. Đó, chăm tự ngắt luôn con, lấy miếng bánh gói cho cậu coi đi con. Thấy không? Thấy gái giỏi không? Cái lát còn bự đi. Bà chỉ đẹp để lát cái ếch cuộn rồi mình ăn với cái này. Với lại là mắm mắm nêm. Ê, món đặc biệt không đó nha. Thì con bắt mấy đó được. Bắt mấy xanh gãi hết đó. Thấy không? Thấy chăm làm không? Chăm làm được luôn á. Đặt mần đi về ngoài mần nữa cho nghỉ với thấy đây. Chăm rồi chăm nữa thì là cái nhà làm mãi cũng mặt trước là như thợ nấu đi. Nghe không? Quá đẹp. Quá đẹp. Ép cái cơ mạnh hơn tí rồi chính là đó. Bánh hỏi một bên mình có cái bánh hỏi xanh, gà chuối chát, lá tía tô, rau quế, giáp cá, cải, dưa leo và rau thơm. À, sao nó xấu vậy? Đẹp mà, từ từ. Đó. Nhìn điều đó thôi. Rồi, giờ là chỉ cần đi nướng ếch nữa là xong. Trời, quá đẹp, quá hay. Ok. Thật tài. Chăm giỏi quá nha. À, cái phần này là phần quan trọng nhất. Là phần quắn thịt ếch với lá lốt. Có người người ta quắn lá lốt, có người người ta quắn lá cách, có người quắn lá mãng cầu gai non. Ok, bắt đầu. À, là phần quan trọng nên mở chài đó để quảng cáo sao. Đây là thịt ếch nha cả nhà. Thịt đồng nha. Thịt đồng đàng hoàng. Được hai. Mình đòi ăn món này, mình đòi ăn đó cả nhà. Mình bắt cái bằm ra hết rồi cuốn cho mình ăn. Đó.
cuốn hai lá. Được 3 cuốn rồi, không đổ nha cả nhà. Thấy chưa? Rất tốt cho xương khớp nha bà con. Đầu bếp nó ăn món này rất tốt cho xương khớp, cho sức khỏe. Cái này đã xào sơ nha cả nhà. Xào chín luôn. Xào chín luôn. Ok. Sao nó được nhiêu đây nè cả nhà? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 cái rồi. Được 13 cuốn. Giờ mình cuốn khoảng 20 cuốn rồi ha. Rồi mình đang ngoài mình nướng nha. Ok, giờ chuẩn bị than lò đi nướng đây. Ít nướng cá lốt nha bà con. Đặc biệt là có cái mỡ chài ở ngoài nha. Nó hơi cháy quá, mình cần cái gì mình đẩy bớt không? Lấy cái lá chuối gì đẩy bớt cho nó bớt cháy. Rồi, sao mình trở liền tay được không? Trở liền tay. Có cần kêu Nghĩa chặt tao chú ít lợi cho nó bớt nóng. Nó hơi nóng quá. Rồi lá chú mình trước rồi. Nghĩa chặt cái tàu lá chú úp lại cho nó bớt Nghĩa ơi. Hiện tại thì lá chú lốt vẫn còn xanh rất là đẹp mắt. Nè chịu khó phải trở ha. Quá than. Này than hơi nhiều ha. Tụi mai mốt nói với thợ phụ lại. Tuyệt vời, quá đẹp luôn. Cái thịt ếch là mình đã sơ chế nó gia vị với là mình xào cho nó chín sẵn nha bà con. Nhưng bà con ăn không tại vì nướng lâu nhưng mà cũng vẫn chín. Không cần nướng lâu nhưng tại bên trong đã chín rồi. Nhưng mà khi mà nướng là về nướng cho nó nóng bên ngoài chứ nó thấm đều cái mỡ thơm ở ngoài vô á. Đặc biệt là ăn cái này chị nhức khớp, xương khớp hay lắm nha bà con. Cái lá lốt. Vậy là ai mà bị nhức khớp á, ăn cái lá lốt này nhiều nó giúp cho cái khớp của mình nó đỡ lắm á. Mấy người bị nhức khớp tay, khớp chân đó. Nên ăn lá lốt nhiều để trị được cái nhức khớp. Ăn sống càng tốt. Nếu mà ăn thường xuyên là cảm thấy nó giảm liền. Nhưng mà tay mà khi mà nó bị cứng á, rồi ăn vô thường xuyên đi rồi sẽ thấy nó sẽ giảm liền. Ăn làm như cái món gao mà ăn sống á, hái cái lá non mình ăn sống á giống như gao vậy đó. Ăn rồi sẽ thấy cái hiệu quả của nó. Nè, nướng cái này mà không nướng xanh chành nè em. Nướng nó màu xanh. Kiểu này nó bụng chết nè. Lửa quá. Lửa hơi cao. Cái áo ngoài thôi. Nhưng mà nhìn bắt mắt quá rồi đó. Mỡ chài đâu? Mỡ chài, mỡ chài nè, đặc biệt có cái mỡ chài nó mới không khô nè. Ở ngoài đó có mỡ chài anh làm có mỡ chài. Ô, coi kìa. Thiệt á. Ai mà làm vợ anh hạt bà nào nó hên nó chặt. Béo phì. Là phải mà hả? Hên là có người nấu ăn suốt luôn mà có cái phải gán để thao chứ thôi là lên ký chắc luôn. Làm đồ ăn ngon không à? Đây. Đem đi đâu? Đem bàn. Đem bàn đi chứ anh nhìn thấy này anh chịu không nổi đấy nha. Đói ghê. Mắm nêm nha bà con. Ừ. Mắm nêm là cái này quay đó. Khóm chanh quay khóm chanh đường. Rồi dọn lên bàn đi. Cá
Ngon không? Ngọc ăn đi. Ăn giỏi không? Vô đi. Dạ, Ngọc Châu cũng ăn được chưa? Con ăn cái nữa đây rồi mẹ. Ngon quá. Dạ, mời nha. Ừ, rồi mời cả nhà vô đi. Mời cả nhà ăn với gia đình mình nha. Ngon quá. Nào, ăn coi, thấy sao? Ngon, tốn rồi, con chiên ngon mới được. Ừ, chứ này chắc là cho ăn rồi, đổ rồi đó. Nè, à, chuối, rau sống. Mới mốt phải nói anh đẹp, anh quay phim đẹp trai như chưa? Anh lùng quay phim, anh lùng đẹp trai. Anh đẹp trai thôi, không có lùng. Đó. Có cái tầm xiên này là phải bút gà. Ừ, gài hen nhưng mà làm cái cách màu mè đẹp, trưng bày rất đẹp và nướng cái màu xanh nó không có bị đen, rất là đẹp. Thôi dồn luôn đi, ngậm quá trời bự, nhét một cái một phía trên cuốn luôn à, đi về với bàn tay không. Quá ngon, thịt chung ếch nó ngọt. Đây này, gói cho ai? Ủa, cần bánh hỏi nữa mà. Mình gói cho ai đây? Cho hai cha con. Bé gói cho ai? Cho em ăn cái. Không có hết đâu gà. Gà lòng. Nè. Ê, gà lòng. Ăn cái nữa nghỉ. Ăn cái này nữa là nghỉ. Dạ, không rồi. Không có gạt đâu, gà đồng mà. Nó kêu gà đồng. Gà đồng. Nè. Nhưng mà ớt nó cũng ngon thôi, có gì đâu. Mẹ cũng ăn, ba cũng ăn mà. Đặc sản. Ngon không? Ngon quá cả nhà ơi. Mình mới vừa ăn xong, bây giờ mình lại ăn nữa. Xí nha. Thôi cho mình để xuống, mình vô nhập tiệc thôi, mình đứng kiểu này mình chịu không nổi rồi. Rồi, đó đây giờ ăn hả? Mình dụ, thế là mình dụ bé Ngọc Trâm ăn được 2 cuốn ếch. Dạ, ghê. Hồi nãy, nhưng mà nó có phát hiện ra, nó khôn á. Ồ, anh có chai hả? Mình no rồi, mình ăn không có nổi. Thank you. Nói gì nè. Không bị khô hả? Anh làm cho nó không bị khô. Có ớt dày ơi. Cái này phải có được trái ớt nữa đã. Ớt còn ớt đi. Ê. À. Con, ủa con không kim rồi. Nè nghe chặt ngay cái mưa ấy này, ớt xanh đó anh hạt. Nhanh lắm, đó ngay đó luôn đó. Trái ớt được, này mới đúng. Đây nè. Biết không nổi. Quá ngon. Anh hạp nó cái lá này nó trị cho khơi nhức khớp luôn nè. Tí tôm. Cái lá này nè. Lá này nè. Cắp. Không phải lá gối nè. Lá cắp, lá lốt chứ. Lá lốt. Cháy là được rồi. À, đây chưa. Nó xích cái này là quá ngon quá. Mình hồi nãy mình mới ăn rồi. Chứ còn nãy giờ mình không ăn rồi, mình vớt cái này xong rồi. Ăn trái ớt được. Chú chát ra cơm thì cho nó nhức quá mà. Cái dữ. Nó thiểm mà. Cái ăn thơm, có thiểm. Cái quá thơm à. Chỉ ăn ớt được không? Không ngủ được, mình ăn ớt không được. Ngộ hết mấy người. Ừ. Giống cậu Tư, như cậu Bảy hả? Cậu mới ớt cái ra chậm nước mắm ăn được, ăn nguyên trái cũng được. Cậu trái cũng được, vậy còn hay hơn cậu Bảy, cậu Tư à. Cái nào cái ăn được, cái mà cầm nguyên trái vô. Mấy anh lùng cần chăm sóc đặc biệt cả nhà ơi. Thôi bây giờ mình rút cái này nữa, mình xin mình rút, mình làm cái này nữa cho bé lùng của mình xong rồi là mình chắc bay cả nhà quá. Để đây mình làm cho mình coi cái này. Mình cũng mình hỏi luôn nè. Anh Hồng ơi, đợi đây. Chỉ việc mà ăn thôi á. Vô. Cái thôi giờ mình đốc hắn cả giờ, mình cứ dồn vô họng rồi xong rồi giờ nó cũng đã sắp no rồi, hết rồi. Thôi mình cảm ơn cả nhà đã xem video, hẹn gặp lại cả nhà trong video lần sau ha. Nếu thích video thì nhớ share, đăng ký và ủng hộ. Ok, bye cả nhà, hẹn gặp lại lần sau. Bye.